Xin chào các bạn nhé. Trên đây là một cái máy trộn nhào đánh nhồi bột đa lăng. Thì đây là một cái máy trộn công nghiệp mà Inox Thanh Hưng là còn một vài khâu đoạn nữa thì sẽ xong. Lắp nốt điện đi để thử máy đi nha. Và hôm nay là cũng xin phép là mời các bạn lát nữa ở cuối video là xem lại hậu trường của Inox Thanh Hưng sau khi test máy. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng sẽ giới thiệu với các bạn một cái máy trộn bột. Máy trộn bột ướt. Và cấu tạo của cái máy này gồm có cái cối được làm bằng cái lốc ba để dày dặn chắc chắn. Và cái cánh quấy. Cánh quấy ở trong này cũng dày dặn. Trên này là cái hộp để cái dây loa này. Chặn cái máy này. Thì một lát nữa thì các bạn thử chờ xem là bột ướt này như thế nào để làm các loại bánh như là bánh mì, bánh bao. Rồi. Đấy, đại bật điện. Rồi, mình bật điện. Bật điện. Cho từ từ máy chạy rất là êm nhé. Thì là nó phải rì lại cho nó đánh được. Con nhắn quả nó qua luôn, nó đánh. Và đây là thành phẩm nhé các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Nếu như các bạn có nhu cầu về các loại máy đánh bột như này hay là các loại máy được gia công sản xuất từ Inox thì hãy liên hệ với Inox Thanh Hưng qua hai số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 0904 646 238 hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đến với Inox Thanh Hưng thì các bạn sẽ nhận được ưu đãi là giá rẻ tại xưởng, hàng công nghiệp chất lượng dày dặn và gia công theo yêu cầu. Các bạn mà có nhu cầu đặt máy móc là theo ý mình, theo cái sản phẩm mà các bạn muốn sản xuất thì liên hệ với Inox Thanh Hưng. Là bên Inox Thanh Hưng là sẽ làm theo yêu cầu đặt hàng của các bạn. Quá ngon. Inox Thanh Hưng là toàn những kỹ sư giỏi chế tạo máy móc. Và đây là một chút hậu trường
của cái việc thử máy trộn bột chiều hôm nay nhé. Thì hôm nay Inox Thanh Hưng là cũng mạnh dạn đưa lên đây để các bạn biết là đằng sau những clip mà Inox Thanh Hưng đưa lên ấy là cả một đội quân hùng hậu là được ăn bánh bao xả láng một bữa. Thì đây là bánh bao là dùng bằng cái bột buổi chiều hôm nay test máy đấy ạ. Chúng em là gọi là nghiệp dư, làm là cứ nhào bột theo công thức của bên ngoài. Đây là mẻ bánh bao mà Inox Thanh Hưng thử cái máy trộn bột, quét bột buổi chiều đấy. Giờ bánh bột rất là dẻo và được hấp bằng cái nồi hấp xôi của khách hàng đặt là bên yêu cầu bên Inox Thanh Hưng là làm thêm cái bộ lấu ở bên dưới đây, nó lấu bằng điện giống như là cái nồi lấu phở ấy, nhưng mà bên khách hàng đã có cái nồi xôi sẵn rồi như này và chỉ có đặt bên dưới cái nồi lấu bằng điện như này thôi. Hôm nay là test luôn cả hai cái luôn bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Inox Thanh Hưng. Xin hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.